Quý vị thân mến, trong cuộc sống hay trong công việc, đôi khi những quyết định quan trọng của bạn lại chịu ảnh hưởng bởi những người xung quanh. Vậy làm thế nào để nhìn thấu một người? Cách làm đơn giản nhất là nhìn vào những dấu ấn của họ như thành tích, sự nghiệp, địa vị xã hội, chức vụ công việc. Những yếu tố này là một phương diện để đánh giá một người, nhưng không thể phản ánh tất cả diện mạo cũng như tư chất của họ. Bởi chính những nhân tố nhỏ bên trong mới phản ánh thiết thực bản chất của một người. Và sau đây là 10 yếu tố giúp quý vị có được cái nhìn sâu sắc về một người. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Một, tỷ lệ thời gian giữa lắng nghe và biểu đạt. Nếu một người dành trên 60% thời gian cho việc biểu đạt so với việc lắng nghe, vậy thì bạn nên thận trọng khi tiếp xúc với họ. Nghe ít, nói nhiều thường là biểu hiện của một người tự cao, tự đại, xem thường người khác, không có chí cầu tiến, không muốn học hỏi từ mọi người, hoặc giả không tự tin khi đứng trước người khác, dẫn tới việc nói năng mất kiểm soát. 2. Là người tỏa ra năng lượng hay là người thu hút năng lượng? Có một kiểu người luôn mang theo trường năng lượng tiêu cực, khiến những người xung quanh cảm thấy chán nản, bi quan. Điều đáng tiếc là xung quanh chúng ta vẫn luôn tồn tại kiểu người này. Còn một kiểu người khác mang năng lượng chính diện, lạc quan, yêu đời. Cổ ngữ có câu, tặng người hoa hồng, tay giữ hương thơm. Ý nói rằng, mang điều tốt đẹp đến cho người khác thì bản thân cũng được may mắn. Ví như mang hoa hồng tặng cho người khác, thì tay mình cũng lưu lại hương thơm. Khi tiếp xúc với những người có năng lượng chính diện, từ bi, hòa ái, thì những người xung quanh sẽ cảm thụ và cùng cộng hưởng để trường năng lượng tích cực ấy ngày một lớn hơn. 3. Là người có xu hướng hành động hay phản kháng. Có nhiều người khi tiếp nhận một công việc mới, thì lập tức có thái độ phòng thủ, phản kháng. Còn một kiểu người khác, khi tiếp nhận một công việc mới thì lập tức hành động, tìm hiểu vấn đề và giải quyết vấn đề. Chúng ta nên tiếp xúc nhiều với kiểu người thứ hai này. 4. Là người cho bạn cảm giác chân thành đáng tin hay cảm giác dễ chịu. Đó là người vì muốn để lại ấn tượng nên thường hay dùng lời lẽ dễ nghe để tán dương bạn. Đây là kiểu người không nên đặt niềm tin. Người thực sự đáng tin cậy, không bao giờ nịnh nọt. Họ không cần phải dùng thủ đoạn để lấy cảm tình của người khác. Bởi họ dám sống với chính mình, nên cũng khiến mọi người xung quanh thêm gần gũi và muốn hợp tác với họ nhiều hơn. 5. Cách ứng xử của họ như thế nào? Khi tôi tuyển dụng một vị trí quan trọng trong công ty, một đối tác làm ăn chỉ cho tôi cách nhìn người như thế này. Hãy mời họ cùng với vợ hoặc chồng hoặc là người thân nào đó của họ đến dự một bữa tiệc, tham gia một buổi dã ngoại hoặc một hoạt động nào đó. Đây chính là thời điểm mà bạn có thể quan sát họ được toàn diện nhất. Hãy xem họ có hòa đồng với mọi người không, có sức hấp dẫn với người xung quanh không, và khi xảy ra vấn đề thì cách xử lý tình huống của họ như thế nào. 6. Họ đối đãi như thế nào với người lạ? Hãy quan sát xem họ đối xử với người lạ như thế nào. Tôi từng đóng thân phận một người phục vụ, cụ thể là một người tài xế, để xem người mình cần tuyển dụng có đối xử thân thiện và hào phóng hay không. Có thể giao tiếp bình đẳng với một người phục vụ, một người tài xế hay không? Hoặc giả người này có thái độ bề trên, coi thường, phân biệt tầng lớp hay không? 7. Họ đã từng vấp ngã và đứng dậy như thế nào? Quá khứ đối với một người là rất quan trọng. Trong nghiên cứu, người ta phát hiện rằng những người trong giai đoạn hình thành tính cách mà gặp khó khăn trong kinh tế hoặc trong cuộc sống thì có tới 2/3 số người trở nên dũng cảm và kiên cường hơn. Đối với việc gây dựng sự nghiệp thì chính sự tích cực, kiên định và mạnh mẽ đó đóng một vai trò rất quan trọng,
So với những người sớm thành công ngay từ ban đầu, thì những người từng gặp khó khăn sẽ vững vàng hơn và làm việc tốt hơn. 8. Họ đã từng đọc những loại sách nào? Một người yêu thích đọc sách thường có sự hiểu biết sâu rộng về lịch sử, cũng như hiểu biết xã hội tốt hơn. Không những vậy, đọc sách còn kích thích tư duy sáng tạo, giúp họ theo kịp xu thế hiện đại. Tuy đây chỉ là số nhỏ và khó có thể bao quát hết được, nhưng theo luận điểm quan sát cá nhân, thì những người có xu hướng thích đọc sách là người có trí cầu tiến, biểu hiện trong cuộc sống cũng thường là xuất sắc. 9. Bạn có thể ngồi cùng xe với họ đi một chặng đường dài không? Đây cũng là một bài trắc nghiệm từng được thực hiện ở sân bay. Nếu không may hai người mắc kẹt ở sân bay, lúc đó bạn sẽ có cảm nhận như thế nào? Vấn đề tương tự là bạn có thể cùng với người này ngồi chung một chuyến xe trên một hành trình dài hay không? 10. Người ấy có hiểu rõ bản thân họ hay không? Tôi tin chắc rằng một người lãnh đạo xuất sắc là người hiểu rõ chính mình, hiểu mình là ai, mình đang ở đâu, mình cần gì, muốn gì. Hiểu rõ bản thân có những ưu khuyết điểm gì và lấy đó làm căn cứ để đưa ra phán đoán và xử lý sự việc. Bên cạnh đó, lời nói của họ có đi đôi với việc làm hay không? Đây cũng là một điểm quan trọng cho thấy mức độ đáng tin của một người. Trên đây là một vài yếu tố để bạn có thể hiểu được một người. Hy vọng sẽ giúp cuộc sống của chúng ta tránh có những quyết định sai lầm. Cảm ơn quý thính giả đã ghé thăm Lắng Đọng Đêm Về, được phát sóng vào 20 giờ tối thứ 3, 5 và 7. Quý thính giả thân mến, với nỗ lực truyền tải những nội dung văn hóa truyền thống được lưu truyền từ ngàn năm, đề cao các giá trị đạo lý nhân sinh, tín ngưỡng đối với thần Phật, Lắng Đọng Đêm Về hy vọng quý thính giả có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng sau mỗi ngày làm việc bận rộn. Đừng quên chia sẻ cảm nhận của quý vị ở bên dưới để giúp chúng tôi thực hiện chương trình tốt hơn. Mến chúc quý vị một buổi tối bình an và ngon giấc.